1, 2. Xin chào tất cả các bác. Trước mặt các bác đây, đó chính là một bộ combo mà bên em khá là đơn giản. Em đang chuẩn bị setup cũng như bàn giao cho anh Dũng là Phật tử ở trong Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên. Trong cấu hình này thì để sử dụng đó chính là hai cặp Rye Array và hai chiếc loa 15 inch để phục vụ cho công việc di chuyển, tức là đây là bộ cơ động. Nếu như các bác có thể xem cách đây vài năm trước thì bên em đã có thi công công trình Chùa Chuông, thì bên em đã lắp đó chính là Rye Array, và trong không gian Rye Array đó thì nó phục vụ quá hiệu quả luôn. Thì chính vì nó hiệu quả đến gọi là ngoài mức cho phép, nên là âm thanh nó không nằm ở trong nội cái khu giảng đường đó mà nó lại vượt ra cả bên ngoài. Nên chính vì thế nên là hàng xóm láng giềng cũng có ý kiến khá nhiều. Thì chính vì thế thì là anh An Dũng là người mà đại diện của đoàn Phật tử thì cũng hiểu về âm thanh, thì quyết định là thay đổi toàn bộ hệ thống Rye Array đó, dỡ xuống để làm cái công việc mà phục vụ cho ngoài trời cũng như là dành cho cơ động. Thì đã dỡ xuống và thay vào đó, đó chính là loa 15 inch. Nếu như các bác có thể xem clip hôm nọ bên em đã có thi công, đó chính là hai đôi 15 inch ở trong không gian đó. Thì cái dòng loa, mỗi một dòng loa nó sẽ thể hiện ra được một cái chất âm cũng như là nó phục vụ một cái nhu cầu khác nhau. Rye Array thì nhỏ gọn nhưng mà nó lại phóng rất xa. Đấy là cái đặc điểm của nó. Nhưng những dòng loa full truyền thống bình thường thì độ phóng của nó thì lại không đủ, nhưng mà nó lại được cái là nó toàn dài. Những cái bản mà trống hay chiêng thì nó lại thể hiện ra rất là tốt. Từ khi trong các khóa lễ thì cần sử dụng đến những cái giải trống thì Rye Array nó không thể nào lên được những cái giải trống đó được. Mà nếu như bổ sung súp vào trong đó thì súp thì lại thể hiện cái giải siêu trầm, thì nó không ra được cái tiếng mà đúng như là các thầy mong muốn. Bản chất của nó là không phải là giải trầm sâm mà nó chính là cái dòng mid low, nên là những cái dòng loa 40 thì thể hiện cực kỳ tốt. Thì chính vì thế thì hôm nọ bên em đã có triển khai xong hai con loa bass 40, thì cái tiếng trống cũng như là mọi thứ thì lên quá là tuyệt vời. Và chính vì thế thì ngày hôm nay thì bên em giáp tiếp một bộ nữa. Bộ này thì khá là đơn giản để dành cho Rye Array, cái dàn Rye Array đó thì bây giờ sẽ gỡ xuống và chuyển ra để làm những cái sự kiện liên quan đến tính cơ động. Trong các hoạt động tâm linh thì có nhà thờ, có chùa, có chầu văn. Màu sắc âm thanh của chầu văn và màu sắc âm thanh trong chùa thì nó hoàn toàn là khác nhau. Đây, các bác có thể xem thì ở trong chùa thì chúng ta sử dụng khá là nhiều mic, nhưng mà nó không cần phải sử dụng những dòng mic quá đặc thù cho chầu văn. Và sau đó thì anh Dũng là đại diện đoàn Phật tử thì mới rất là ưng cái tiếng mic này. Đôi khi cái tiếng mic này là tiếng mic trong karaoke nhưng mà nó lại là khá là nick giọng. Và trong cấu hình này thì bên em sử dụng vang số. Nếu như các bác có thể xem thì nhiều người sẽ thắc mắc rằng tại sao không dùng crossover trong bộ dàn này mà lại dùng vang số. Cái yêu cầu ở đây nó không phải nằm ở chuyên nghiệp hay là không chuyên nghiệp, mà nó là sự phù hợp. Với các chế độ vang số này thì nó sẽ có mốt ở trên này đó, và việc mà chuyển mốt, chuyển chế độ nó rất là đơn giản. Và nếu như crossover thì cái việc đó không thể làm được. Ví dụ như là các thầy giảng pháp thì có thể là dùng tiếng mức mỏng như này, và nếu như cần chuyển nhanh là có thể là bơm một ít vợt vào trong này thì bên em sẽ tạo ra chế độ 2. Thì người sao men ngồi chỉnh bàn này chỉ cần bấm nút 2 ở đây là tiếng mức của thầy có thể là có thêm vợt. Thậm chí là đến cuối ngày, ngày thứ 5, ngày thứ 6 mà thầy giảng mệt rồi thì có thể là em có thể tạo ra một chế độ thứ 3 là có thể là bơm thêm một chút echo vào nữa thì tiếng mức lại nhẹ hơn nữa. Việc mà sử dụng vang số trong cái bộ dàn này nó mang cái tính cơ động và mang cái tính phù hợp. Và ở trong cấu hình này thì bên em đang sử dụng con đẩy 4 kênh. Hai kênh đầu tiên thì sẽ sử dụng cho là hai chiếc Rye Array ở mỗi một kênh. Vậy là tổng cấu hình này chúng ta sử dụng là 4 chiếc Rye Array và hai chiếc full 15 inch. Và ở đây chúng ta cần dùng đến 6 tay mic, tại vì là thầy giảng khá là nhiều. Và ở phần trống này thì bên em đã cố tình để trống này, để sau khi sử dụng mixer này thì mixer này anh nhét luôn xuống phần dưới này, cũng như dây dợ thì sẽ ở chỗ này luôn. Thì hai cái tủ này ráp lại là coi như là lên đường là rất là nhanh. Bộ này phục vụ đó chính là tính cơ động. Ok, và vài hôm nữa bên em sẽ xuống bàn giao thực tế cái bộ này, thì em sẽ quay phim bác cùng xem. Đây là một bộ cấu hình không quá khủng nhưng mà nó khá là thú vị. Bản thân em trải nghiệm những cái màu sắc âm thanh của chầu văn hay là trải nghiệm của các sư thầy chùa thì mới thấy rằng là nó có những sự trải nghiệm khá là tuyệt vời. Ok, hẹn gặp lại các bác trong công trình này hôm nào em xuống thứ ba, hôm nào em xuống lắp và bàn giao vào bộ cấu hình này.
Đây, hiện tại anh em đang bắt đầu đấu dây. Và toàn bộ cấu hình này sẽ là bộ cơ động. Hiện tại anh em đang quá trình đấu nối toàn bộ thiết bị. Đây là phần micro. Và cái phần micro này thì bên em sẽ để chống phần dưới để mixer và dây loa. Còn phần này thì sẽ là phần âm ly, vang số và mixer sẽ là ở đây. Ở trong cấu hình này thì bên em sử dụng vang số để xử lý trong toàn bộ cấu hình này. Bởi vì khi bên em sử dụng vang số thì cái việc mà chuyển mốt và các tạo các chế độ nó rất là đơn giản và thuận tiện cho các quý thầy vận hành nó đơn giản nhất. Ok, bên em đã xong phần dây loa, dây linh và dây loa. Đây là một dòng dây loa đặc biệt mà bên em đặt riêng của nhà sản xuất, đặt riêng của cái nhà phân phối của cái đơn vị dây loa này. Về cơ bản nhìn bên ngoài thì giống nhau, nhưng mà ruột bên trong thì hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên với những dòng sản phẩm bên em cung cấp cho tất cả các bác thì là những sản phẩm mà cao cấp, thì không có lý do gì những cái phần như này mà lại bị ảnh hưởng cả. Đây, ở không gian này thì mọi thứ đã xong hết rồi. Nhưng mà hôm nay thì anh chủ đầu tư cúng dường bộ này cho thầy thì mượn lại không gian này để set up. Đó, ở cuối kia chúng ta sẽ sử dụng là hai chiếc loa 15mm. Đó, phần khoang này sẽ chứa mixer và dây loa. Đấy, sau khi sự kiện xong thì sẽ nhét cái mixer này vào trong này. Đó, nó sẽ vừa đi. Anh thử xong. Thử độ xa của sóng mic. Sau khi xong phải khóa hết lại, nó không bị ai nó nghịch. Đây, xong chương trình bây giờ cất đi. Cái đằng sau này em ghi luôn là 1, 2, 3 rồi nhé. Được chèn xốp và để chuyển đi. Ok, bên em đã hoàn thành xong công trình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các clip tiếp theo.